gì nữa đây? Lại mới hỏi một xíu à. Mày giận tới giận lui hoài, làm sao anh nói chuyện với em được? Anh về anh kêu ba má anh cưới em luôn đi, để em hết giận anh chứ gì. Thôi vậy đừng có giận anh nữa, tội nghiệp anh lắm nha. Em quen bao nhiêu năm rồi, cứ quen hoài không có cưới em mà. Giờ anh kêu ba má tới cưới đi, cưới em hết giận à. Trả lại cho em mảnh thắng hồng đó, có đến hai đứa màu chữa nhỏ, giận hờn kỹ nhau để rồi liếng nhỏ lối về có cần hơn thờ quay mặt che nón lắm. Một người ra đi.